Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở đường sách ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành là mình test cái chất lượng video cũng như là cái độ rung của con iPhone 11 Pro Max, xem coi là cái chất lượng thu âm cũng như đo sáng và cái chất rung của máy nó sẽ như thế nào. Thì để mà kiểm tra rõ hơn thì mình sẽ qua cái Sony Show ha, mình sẽ test xem thôi là cái thu âm và cái đo sáng của con iPhone 11 Pro Max này sẽ là sao. Thì mình thấy là cái cam trước của con iPhone 11 Pro Max này thì nó cho cái góc rộng, bạn có thể quay vlog là bạn làm cái đó nó sẽ hay ho rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ quay bằng cái camera sau cho bạn xem coi là cái góc nó sẽ như thế nào ha. Rồi thì đây là cái góc thường trên cái con iPhone 11 Pro Max. Thì khi mình thấy là khi mình không có xài gimbal thì cái chống rung của nó thì cũng khá là ok. Và cái chất lượng mình đang quay bạn xem đó là quay ở mức là 4K 60fps ha. Đây mình cho bạn xem cái độ sáng của nó nè. Đó, không hề có gắn gimbal, test cái chống rung luôn. Rồi còn đây là cái góc rộng mình đang quay bạn xem. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái việc mà khi bạn quay 4K 60fps nó riêng á, trên cái con iPhone 11 Pro Max này á, là bạn phải setup cái góc rộng trước khi mà quay. Nếu không á, thì bạn chỉ có thể quay được cái góc là 1x hoặc là zoom 2x mà thôi, chứ bạn có thể zoom và qua góc rộng khi mà mình vừa quay được. Đó là cái điểm mà cần lưu ý ha. Rồi thì đây là cái cổng chào của Sony Show 2019 ha, với cái cửa là Hello Future. Thì bạn thấy là cái góc thường của cái chiếc iPhone 11 Pro Max nó sẽ như thế này. Nhưng mà ví dụ mà bạn mà muốn mà có một cái góc rộng hơn thì thay vì bạn phải di chuyển ra xa thì nó sẽ rất là bất tiện. Bây giờ trên cái con iPhone 11 Pro Max thì bạn chỉ cần một nút bấm ha, thế này thôi. Đó. Thì như vậy là bạn đã có được một cái góc rộng rồi, nhưng mà cái nhược điểm của cái việc mà để theo được 4K 60fps và góc rộng á thì bạn phải setup trước ha, hoặc là các bạn quay bạn phải tắt ra và bạn phải chọn lại góc rộng, đó bạn quay lại thì mới có được góc rộng. Để cho bạn xem nè, đó góc rộng nè, nghĩa là toàn cảnh luôn, lấy được hết như là nguyên một cái khung của cái cửa chào của Sony Show luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào trong em coi là thế nào ạ. Hôm nay là ngày thứ hai rồi nhưng mà thấy là cái lượng khách mà tới đăng ký còn rất là đông. Bây giờ mình chỉ qua lại zoom một tí cho bạn xem đây. Đó, biết ha. Ok, đi vào trong. Mình thấy là đây là ngày thứ hai rồi nhưng mà rất là đông. Đó. Rồi đây là cái không gian bên trong của cái Sony Show các bạn mới vào nó sẽ như này. Đầu tiên bạn sẽ gặp được cái dàn hàng đó là Sony Alpha. Ở đây là Sony đã trưng rất là nhiều những cái mẫu từ máy ảnh cho tới ống kính luôn. Thật ra toàn là đó, từ những cái ống kính các bạn ngắm nhưng mà không có sờ được. Tiếp theo mình sẽ có là cái khu vực đó là TV, Latvia để bạn trải nghiệm xem những cái TV của Sony. Trên đó bạn sẽ có thêm là cái nhà hàng của Hello của mình. Ở đây bạn có thể test được những cái máy ảnh mới như là 6 và những cái cao cấp luôn. Thì ở đây mình có cả là mẫu cho khách test luôn. Đây, hoạt động ha. Mình thấy là nhờ vào cái góc rộng của con iPhone 11 Pro Max thì giờ mình sẽ không còn lại nhiều nữa. Thì thoải mái đi thôi. Đây là cái không gian toàn cảnh của cái Sony Show 2019 ha. Đó, xem. Đây là cái gian hàng Xperia thì mình thấy là đây là Sony sẽ trưng những cái gọi là TV chủ lực của hãng trong năm, và chính giữa sẽ là cái mẫu là winner đó, TV của năm đó. Mình xem ha. Đây là cái dòng TV gọi là best nhất của Sony, rất là to để trung tâm đây. Cái cửa hàng chính ha. Rất là to luôn. Đó, thì dòng TV đây là cái A6600. Đó, là nhiều lắm. Bên trên mình sẽ có thêm một cái khu vực bạn có thể trải nghiệm những cái TV và thông qua cái Google Assistant luôn. Đó mình sẽ làm giải cho bạn xem. Rồi tiếp theo mình sẽ di chuyển đây bắt đầu các bạn. Rộng lắm. Thì bởi vậy mình muốn test cho bạn xem coi là cái môi trường mà nó hỗn tạp giữa âm thanh á, thì cái việc mà tổng âm trên cái con iPhone 11 Pro Max này nó sẽ như nào ha. Mình thôi thì qua những cái sản phẩm mới ra thì đây là cái nhân vật trọng tâm của cái Sony Show hiện nay. Đây nó là cái iPhone, thì bây giờ cho xem cái iPhone đó thì nó hoàn thiện rất là cao cấp ha. Để xem nào. Thì khá là tiện lợi, bạn đến tham khảo nó thì không thể sợ khó ăn với nó, chỉ có bây giờ hơi được rồi thôi. con và xem về cái gian hàng Hello Music ha, thì đây là cái nơi nó sẽ trưng tất cả những cái mẫu về âm thanh, về loa nè, về tai nghe. Thì mình sẽ xem đây là cái không gian của cái du lịch Hello Music đó. Thì bạn thấy là bây giờ đang xếp hàng rất là đông, giờ người đông ha. Đây ở đây là có cái cục karaoke đó các bạn, karaoke đó đây là góc rộng của con một mắt thì nó không bị đau mắt, mà còn có thể tôi thấy thì khi mà cô chiếu sáng thì nó có động thể. Rồi thì đây là những cái mặt hàng loa mà sẽ được trưng bày trong cái sự kiện là Hello Future tại cái Sony Show 2019. Nhiều mẫu loa ha, loa nhỏ có, vừa có, to có, rồi chúng nó có thì cái hôm mà mình đi đầu tiên thì mình có DJ nữa nhưng mà mình không có quay được, giờ quay buồn. Nhìn người đó bây giờ chung đường hay không là nhiệm vụ của bạn, bạn hiểu không? Rồi xíu coi điểm nè. Rồi xíu qua bên kia thì nó sẽ trưng bày những cái quạt này, dây, và để mỗi cái không dây. Đây là cái kệ nó sẽ trưng những cái mặt hàng về dây, và nó sẽ có những cái công nghệ là cái vận động, là mẫu siêu khắc B100 nhiều lắm. Cái mẫu này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp với cái tiền của giới trẻ, nghe không ok là việc mà bạn nghe. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái hàng không gian, đó là cái hàng PlayStation. Đây là rất là đông ở sân hàng thì mỗi một ngày nó sẽ có một đấu game và giành thưởng. Đây là quầy đang xếp hàng cho đăng ký nè, đây là cái lễ, đây là quầy đang xếp hàng cho đăng ký thì game được quà. Rồi mình sẽ đi vào trong ha. Thì ở đây đang có một cái gian hàng bạn thấy là đang chơi cái game ra chơi ha, xếp hàng chờ chơi rất đông các bạn. Đây chúng ta có thêm một cái dàn hàng nữa, đây đông lắm các bạn ha. Đây chúng ta có đá bét nè, nhiều quá trời luôn đó. Rồi tiếp theo ở đây cũng dàn hàng về tai nghe nữa, thì mình thấy là Sony có nhấn mạnh về cái phần là Noise Cancelling. Thì khi mà bạn bật cái này lên đó thì là bạn phải cách đi hoàn toàn, là thứ nhất là người luôn không nghe nhạc thôi, không nghe hết để nó chữa bạn cũng muốn nghe nữa. Thì sẽ có những cái mẫu tai nghe True Wireless mới là con WF-1000XM3. Đây là mẫu là mới của Sony để bạn có thể gọi là nghe trải nghiệm thử. Mình đã thử nghe cái này rồi ha, bạn nghe rất là phê các bạn, sướng. Về sẽ có nhân viên sẽ tư vấn cho bạn từng luôn. Để thử ha. Đây, bút cái này nghe hôm đây. Còn phía đằng kia thì nó là cái nơi mà bàn những cái máy ảnh. Mình sẽ vào bên kia xem luôn. Đây, mới nè. Đầu bạn. Ở đây chúng ta có con Sony A6600 nè. Đây, Sony A6600 rồi ha. Đây, mới thì giá con này như là 36 triệu. Là 990 đó. Đây các bạn nhớ là con khác. Rồi cho bạn xem được cả con Alpha 7R4 đó. Và đang sử dụng nữa nè. Game có mẫu trời chụp luôn, mẫu này có thể hơi hơi hợp luôn. Có một vật bạn có thể nhảy từ nhạc ha. Cái sân khấu của nó thì nó sẽ có rất nhiều màu cho bạn. Tiếp theo đây là cái gian hàng Hello Peter. Đây là cái sản phẩm smartphone mới của Sony, nó còn Xperia 1. Đây là cái không gian của nó ha. Đây là ngoài đang trải nghiệm cái mẫu Xperia 1 mới nè. Đó. Tiếp theo là cái gian hàng mà bạn có thể trải nghiệm một cận cảnh về cái những dòng PCD mới ha. Cái hình giờ này quay là sẽ làm cho em ảo diệu luôn. Giờ sẽ ngồi trong đó giờ đây là những đang xếp hàng chờ được trải nghiệm thử rồi. Đây mình sẽ ngồi trong đó. Đây là cái không gian có cái cùng các bạn thấy TV mới nhất, xịn nhất. Thì thì bình thường có thể là cái góc 1x tức là cái góc thường trên con iPhone 11 Pro Max ha. Nhưng mà khi mà bạn muốn có lấy một cái động vào nó thì cái điểm của mình sẽ vẽ hết những cái khoảng cách trong cái đó. Đây là góc siêu rộng. Bây giờ là mình đã có một mình nữa. Đây đầu mình sẽ cái điều mới này là đó là các bạn hay lắm. Rồi bây giờ là mình đang cho lên trải nghiệm thử cái năng của Google Assistant trong cái camera mới. Thì bởi vì là cái thời gian của giải hạn nên là bạn phải ngồi chờ theo lượt. Rồi mình đã di chuyển rồi các bạn thấy đây là cái tàu mình đang cho mình đến đây còn cảnh núi luôn. Đó các bạn có khu Alpha nè, khu máy ảnh nè ha, khu PlayStation nè, khu chơi game nè, rồi chúng ta khu ở bên kia nữa. Và cái khu cuối cùng đó là cái khu bạn có thể mua được những món đồ siêu giảm giá của Sony. Đây là cái khu game bên trong đó để có thể chơi với lại cái chiếc iPhone nè, hay nhận được cái Google Assistant trên cái Xperia. Ok, bạn có này. Đó, đây coi. Và đây là cái khu cuối cùng trong cái Sony Show 2019 tối là của bạn để mua giá này. Đây là giá bạn phải âm nhiều lắm nữa lắm. Và giá thì mình đã có xem sơ qua rồi thì mình biết điện thoại hay cầm nữa. Là đời trước nó là hoạt động theo kiểu như master and lay, mình dịch theo kiểu gọi là chủ tai nghe chính và tai nghe phụ. Thì từ nó nói ví dụ mình lấy từ điện thoại của mình nó phát sóng lên cho một cái tai nghe một bên, sau đó tai nghe còn lại nó phát sóng qua cho tai nghe tiếp theo nữa. Cái chế độ này nó gọi là master and slave, nhưng cái điểm yếu của nó chỗ là nó sẽ bị trễ. Nhưng đối với dòng sản phẩm mới này của tai nghe WF-1000XM3 thì hai tai hoàn toàn độc lập, như bạn thấy cái hình biểu tượng ở đây, nó hoàn toàn độc lập với lại cái tai nghe của mình, toàn không có độ trễ và có là 0.03 giây và hoàn toàn là không thể cảm nhận được điều này. Thì thời lượng pin cũng rất là quan trọng. Thời lượng pin thường chúng ta nghe một mình đó là một bộ con. Cái đường như nó sẽ có những cái vòng, chúng ta phải tán trước những cái vòng đó và nó sẽ ra trong ngẫu nhiên cái đồ chơi của chúng ta, mình gọi là vũ khí đó là tùy vào cái đồ để mình có vũ khí đó. Và từ đó chúng ta sẽ quyết định ai là người chiến thắng nếu như mình dễ nhất. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ mời một bạn nam, nhưng mà nếu thua rồi bây giờ nói ra nghe nè. Bây giờ Gia hãy chọn một bạn nữ ở đây đi. Nếu như Gia chiến thắng tôi, bạn nữ đó và Gia sẽ có quà luôn. Còn nếu như Gia thua tôi thì bạn tôi hết đất và bạn nữ đó sẽ ngồi lên lưng của bạn. Trời tuổi. Sao? Giờ cưng thấy sao? Như vậy mình đã là quay video 4K 60 fps bằng cái cụm camera sau trên iPhone 11 Pro Max này ha. Thì bạn nghĩ sao về cái chất lượng của cái iPhone mới này thì bạn việc comment cái video. Mình sẽ có thêm nhiều những cái bài test vui vẻ khác về cái điện thoại này để cho bạn xem trong sắp tới. Rồi, chào bạn.